hai ba năm. Năm thì có đánh rơi nhịp nào không? Năm. Một hai ba năm tự nhiên đánh rơi nhịp năm. Năm ra có không được, anh là người dẫn chương trình mà anh làm vậy mốt không ai dám chơi luôn á. Công việc của tôi có câu lương y như tháng cũ. Y như tháng cũ, y như tháng cũ, y như tháng cũ. Nhưng tôi yêu nghề và có đam mê. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Vào lúc này thì trên sân khấu đang là sự xuất hiện của 5 vị khách đặc biệt trong chương trình hôm nay. Họ sẽ có những nghề nghiệp tương ứng với nghề nghiệp mà chúng tôi đưa ra. Dạ, tụi em phải chọn người đúng nghề cho 5 người luôn á hả? Đúng rồi, lần lượt từng nghề một. Và để các bạn có thêm thông tin về 5 khách mời này, họ sẽ tự giới thiệu về mình. Xin mời khách mời số 1. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Bá Đạo. Vì có một cái tên đặc biệt cho nên tôi rất thích tạo sự khác biệt. Mọi người hãy đoán xem tôi là ai. Gợi ý như không nha. Hãy nghe giọng nói, nghe phong cách, nghe xem cử chỉ. Biết đâu đó các bạn sẽ tìm được những cái dữ liệu quan trọng. Xin mời số 2. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Thiên Trang. Hiện tại thì tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay tôi vừa tròn một số tuổi. Sở thích của tôi thì tôi thích nhiều thứ. Còn sở không thích của tôi thì tôi cũng không thích nhiều thứ. Với những dữ liệu rất chi tiết mà tôi đưa ra, tôi nghĩ mọi người sẽ đoán được tôi là ai. Chi tiết lắm. Rất chi tiết. Quá, chi quá tiết rõ ràng. Nhìn một biết phải biết gì luôn á. Hay quá chị ơi. Xin mời số 3. Xin chào mọi người. Tôi là Mạnh Trung. Tôi là một chàng trai độc thân, đã có nghề nghiệp ổn định và đang trên đường đi tìm một nửa của cuộc đời. Người ta thường nói con trai yêu bằng mắt. Còn đối với tôi, trái tim này sẽ rung lên khi đối phương đoán được tôi là nghề gì ngay từ lần gặp đầu tiên. Thử đoán xem tôi là ai. Số 4. Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Thái Sơn. Tôi năm nay 25 tuổi. Có một câu nói mà tôi rất ưa thích: hãy sống là chính mình, bình thường nhưng đừng tầm thường. Trên thế giới thì có khoảng 7 tỷ người, ở Việt Nam thì có khoảng 97 triệu người. Có thể rất nhiều người tên là Sơn. Vì không muốn bị nhầm lẫn trong đám đông nên tôi lựa chọn cho mình một công việc đặc biệt. Các bạn hãy đoán xem tôi là ai nhé. Số 5. Xin chào mọi người, tôi là Đức Hồ. Đức ổn. Nghề bác sĩ. Có câu lương y như từ mẫu. Công việc của tôi có câu lương y như tháng cũ. Y như tháng cũ, y như tháng cũ, y như tháng cũ. Nhưng tôi yêu nghề và có đam mê nên mọi việc đều giải quyết xong cả. Mọi người hãy đoán xem tôi là ai. Chúng ta hãy cùng nghĩ và nhớ những cái dữ liệu đó trong đầu. Họ sẽ mang tới chúng ta điều bất ngờ gì? Chả có cách nào khác, chúng ta phải đến ngay với vòng 1. Vòng 1 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Bây giờ sẽ là gói tiền thưởng mà các bạn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên từ 1 tới 5. Trong các gói tiền thưởng đó có các giá trị như 1 triệu, 5 triệu, 15 triệu, 25 triệu. À, và còn 10 triệu nữa mà quên mất. Các bạn chọn đi từ 1 đến 5. 1, 2, 3, 5. Thì có đánh rơi nhịp nào không? 5. 1, 2, 3, 5 tự nhiên đánh rơi nhịp 5. 5, chịu không chịu thôi nha. Số 5. Đại ha, hơi xui nha. Hơi xui đi. 25, 25. Bây giờ sẽ là nghề nghiệp tương ứng với gói tiền số 5. Bình luận viên. Bình luận viên đó là một nghề để bình luận một vấn đề gì đó. Có thể là thể thao, có thể là một sự kiện. Và các bạn sẽ lựa chọn là số 1 nè, 4 cũng có thể, hoặc là số 4. Tại con gái mà kiểu bình loạn, bình luận rồi nó cái mấy quả mà bình bình con gái thì cũng ít, đúng không? Đúng đúng đúng. Nên chỉ có thể là số 1 hoặc số 4 thôi. Mình có quyền lựa chọn gì mà mình có một cái hai cái quyền gì đúng không? Hai quyền trợ giúp xài hai dòng đầu thôi hả? Đúng rồi. Quyền trợ giúp đầu tiên đó là lên nhìn. Quyền tiếp cận. Tiếp cận không? Lên nhìn nha. Quyền tiếp quyền cận. Thứ hai đó là quyền kêu đi về bớt. Loại trừ. Loại trừ, loại trừ. Kêu đi về nhé. Và các bạn muốn lựa chọn quyền loại trừ. Nhớ là chỉ có hai vòng đầu thôi. Các bạn đã sử dụng ở vòng 1 rồi. Chúng tôi mời chương trình sử dụng quyền trợ giúp loại trừ. Mời
hay 1, 4 1, 5 bà. Số 2 và số 3 đã loại đi, chúng ta còn lại 3 số 1, 4 và 5. Chưa đó. Thấy chưa? Ừ. Có 5 là không quá. Phải rồi, 1, 4 cũng như không. Nhưng cho không, nhau đi về nha. Có đi về, đi về. Mệt quá, chơi gì kỳ cục quá. Bye bye. Đi về, đi về. Dạ. Rồi, tức ghê luôn á. Đi về, bạn đếm về nè. 1, 2, 3, 4, dạ. 5, dạ, về. 6, về chỗ 7, 8, 9, 10. Dạ, dạ. Em đã xong ạ. Như vậy là các bạn đã sử dụng hết hai quyền trợ giúp. Chúng tôi coi vừa rồi đó chính là quyền trợ giúp. Đi về mà. Các bạn có 15 giây để tiếp cận nhưng các bạn chỉ dùng 11 giây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh gian quá, không được, anh là người dẫn chương trình mà anh làm vậy mốt không ai dám chơi luôn á. Tôi không ăn gian mà tôi chỉ đối xử đúng với những kẻ ăn gian thôi. Không. Chúng ta còn 10 giây để đưa ra quyết định cuối cùng. Một cũng mới đầu vô một cũng nói chuyện cũng một. Ok lắm nha. Rất là phong thái, rất là ok nhưng mà nó hơi giật giật á. Có số 4 mà nói chuyện rất là trôi chảy. Bởi vì cái quả mà bán hàng online đâu đó. Đó, cái quả số 4 là hay bán hàng online, livestream nói chuyện rất là tròn vành rõ chữ. Thì em nghĩ bình luận viên là người phải đọc chữ nhiều mà. Thì phải em nói nghĩ là nhiều số 4 rồi nhanh phải... Số 4 thôi. I love you. Và các bạn quyết định nha. Chốt số à. Các bạn hãy bấm chuông ạ. Không được em định số... nhìn kỹ. Số 4 có phải là một tình nguyện viên hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả. Chính xác. Có vẻ như sự lưu loát quá mức cần thiết đã làm cho vị khách ở vị trí số 4 bị lộ thân phận của mình và nghề nghiệp. Nhưng quan trọng là gói tiền số 5 kia với mệnh giá là bao nhiêu? Xin mời. Em đoán là bao nhiêu? Wow! 10 triệu! Cũng được nha! Được! Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời số 4 ngay sau đây. Xin mời bạn. Dạ, xin mời bạn giới thiệu về bản thân mình. Lời đầu tiên xin được kính chào tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay, các khán giả đang theo dõi trên truyền hình. Xin chào anh Thành Trung, xin chào Diệu Nhi, chào hai vị khách mời và tôi là bình luận viên thể thao. Wow. Bạn làm công việc này bao nhiêu lâu rồi và bạn làm bình luận viên bóng đá hay là bình luận viên môn thể thao nào ạ? Thực chất khi mình bước vào công việc này thì mình đã làm việc trong ngành truyền hình được 7 năm. Đây là năm thứ 8 rồi. Khi mình trải qua, trước khi đến được vị trí của một bình luận viên thể thao, một người làm công việc trực tiếp, có nghĩa là khi bạn nhìn thấy gì ngay lập tức được đưa xuống miệng và phải đưa đến những thông tin và những bình luận chính xác nhất về từng pha bóng, về từng tình huống ở trên sân. Và khi đó chúng tôi phải trải qua một quá trình đào tạo khá là lâu. Chúng tôi mất 3 đến 4 năm để làm một biên tập viên truyền hình, để sử dụng từ ngữ và ngôn ngữ một cách thành thạo nhất. Sau đó khi chúng tôi lên làm trực tiếp ở những sự kiện thể thao như là bình luận trước trận đấu, giữa trận đấu, sau trận đấu hay là bình luận cabin, thì chúng tôi mới có thể đưa đến các bạn những cảm xúc tốt nhất và những bình luận tốt nhất về các tình huống diễn ra trên sân. Ngoài bóng đá ra thì hiện tại nơi mình đang công tác là truyền hình FPT thì còn có bản quyền các giải đấu về bóng rổ, bóng bàn và nhiều giải đấu khác trên thế giới. Tôi nghĩ rằng một chàng trai tài năng như thế này đã đến với chương trình, chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn và chúc bạn thật nhiều sức khỏe và công việc thật tốt ạ. Cảm ơn bạn. Nếu như trực giác của anh chị đã nói số 1 thì chọn số 1 như vậy. Cái này là khỏi gỡ là đúng không? Cái này là khỏi gỡ nha. Chịu thật sự đó. Luôn ạ. Dạ, dạ vâng. Em giỏi lắm. Tụi em rất giỏi về việc nói chuyện ạ. Tụi em nói xong người ta không hiểu gì thôi ạ. Dạ, phải có súp phía dưới ạ. Lùi xuống. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng 2 của chương trình được mang tên Cảm quan. Wow. Vẫn như vậy, các bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng. 2 hả? 3 đi, hồi nãy đi. 3 đi, giữa đi. Tôi lẻ đi. Đúng rồi đó. Số. Số 3. Dạ. 3. Và nghề nghiệp tương ứng. Lồng tiếng. Tôi nghĩ lồng tiếng là một nghề sẽ rất quen thuộc với những diễn viên. Đặc biệt như trợ lý của tôi, chắc là bạn cũng đã lồng tiếng cho một vài bộ phim nào đó chứ. Dạ đúng rồi. Ngày xưa khi mà em còn đóng phim truyền hình á,
thì em tự lồng tiếng cho những cái vai diễn của mình. Và có thể có những bộ phim mà cần diễn viên lồng tiếng thì em cũng sẽ lồng tiếng cho những diễn viên khác luôn. Và sau này thì em có lồng tiếng cho những bộ phim hoạt hình của nước ngoài khi về Việt Nam cho các em thiếu nhi xem đó anh. Thì lồng tiếng là một cái nghề nó cũng rất là khó. Nó không những khó mà nó đòi hỏi cái sự đam mê và kiên trì. Dạ đúng rồi. Khi mà chúng ta chỉ có một mình ngồi ở trong studio mà thôi, và đôi khi lại còn ngồi cạnh những chiếc nồi, chiếc song gì đó để tạo ra màu tiếng. Dạ đúng rồi không? Tiếng thở rồi la hét, và có thể là một người thôi nhưng mà có thể lồng rất là nhiều nhân vật khác nhau với cái giọng của mình, trẻ, già, lớn, bé. Đoán đi. Để em xài quyền tiếp theo ạ. Em xin được phép tiếp quyền. Báo cáo các bạn là các bạn đã dùng hết hai quyền trong vòng 1 rồi. Nó quá rồi ạ. Hết mời để ăn. Đấy là việc của các bạn. Còn việc của chương trình thì chúng tôi đã ghi nhận là các bạn sử dụng hết hai quyền trợ giúp. Chị nghĩ là số mấy? Em chị đang nghĩ số 1 hoặc 2. Em nghĩ số 2. Tại vì em để ý chị đấy ấy rất là nhiều rồi. Lúc mà chị Diệu Nhi và anh Trung ngồi nói chuyện á là chị cứ, tức là khi mình nói đúng cái nghề của mình á là mình sẽ tủm tỉm tủm tỉm, cứ như là đúng không, chị thấy hồi nãy á, cái vòng đầu tiên chị cũng tủm tỉm giống vậy luôn á. Người ta tủm tỉm cái từ đầu rồi, hồi nãy là thấy tủm tỉm luôn đó nha, nhắc bình luận với ngay không thì mà em nè. Cảm giác cái nét diễn của chị ấy rất là tâm đắc, nhưng mà thường là lồng tiếng đa số là nữ, với lại thật ra lồng tiếng với lại cái giọng chị cũng rất là nhẹ, kiểu nhẹ đúng nhàng rồi. Ngọt ngào á. Vâng, mời các bạn hãy chốt chậm đi chị, chậm đi chị. Như vậy là người chơi đã chốt khách mời số 2 ứng với công việc là lồng tiếng. Bây giờ là kết quả. Wow! Có vẻ như nụ cười của khách mời số 2 đã làm cho bạn ấy không thể qua mắt được hai người chơi. Nhưng hãy cùng xem gói tiền thưởng số 3 với mệnh giá là bao nhiêu. 1 triệu. Thì ra bây giờ mới biết. Các bạn đang có tổng số tiền thưởng lúc này là 11 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Hãy cùng gặp gỡ với khách mời số 2. Xin mời bạn. Bạn có thể bỏ mặt nạ ra được rồi ạ. Em lột mặt nạ được rồi hả anh? Đúng rồi. Xinh xắn, đáng yêu, dễ thương. Xin được gửi lời chào đến những vị khách mời. Dạ. Chào anh, em Kim Anh. Chào quý vị khán giả của chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thiên Trang. Hiện tại thì em đang làm công việc là một diễn viên lồng tiếng ạ. Tại sao bạn lại lựa chọn công việc này? Dạ, thực sự mà nói khi mà học diễn viên á thì ai cũng mong muốn là chúng ta được diễn vai chính. Đúng không ạ? Ai cũng mong mình lên vai chính hết, hoặc là tuyến chính. Nhưng mọi người thấy đó, sắc dốc này làm sao được lên phim vai chính đây? Cho nên em quyết định lựa chọn nghề lồng tiếng. Và từ đó về sau lồng toàn vai chính không? Wow! Xuất sắc! Xuất sắc! Xịn! Xịn nha! Phải nói là em lòng là người truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ đang xem chương trình. Bạn ấy thích vai chính và đã lựa chọn một công việc để làm vai chính. Anh muốn hỏi là em đến với chương trình chắc phải có món quà gì đó tặng. Dạ. Người đúng không? Dạ, anh đúng là một người rất là ham vật chất ạ. Dạ, cứ gặp người ta là đòi quà. Nhưng mà không sao ạ, em đến đây tuy là không có quà nhưng mà em có thử thách dành cho hai người ạ. Trên tay của hai bạn đó là một cái đoạn kịch bản. Kịch bản của phim Lồng Tiếng. Hôm nay thì em sẽ cho anh thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình. Đó là mời anh vào vai Hoàng Thượng ạ. Wow! Diệu Nhi đóng vai hoàng hậu của anh à. Wow! Sao ngược lại ha? Đúng dạ, là ngược lại á. Ngược lại mới vui. Thường Nhi là hoàng thượng, anh Trung là hoàng hậu mới vui. Giờ được không? Anh chịu không? Anh chấp nhận không? Dạ. Vậy Nhi sẽ làm hoàng thượng. Dạ. Còn anh sẽ làm hoàng hậu. Dạ, còn em sẽ làm thinh. Em sẽ làm một cái vai nó cũng sơ sài bên lề bộ phim thôi. Ngụy Anh Lạc. Wow. Bây giờ chúng ta cũng thử tương xương nha. Nương nương, cao lâu hội chỉ trị ngọn, không thể nào trị gốc được. Trường diện phán nói, hoàng thượng phải tĩnh tâm dưỡng bệnh, không thể nào nóng vội được. Nương nương bên này, nương nương bên này, coi là... Nương nương. Người bảo hắn ta đến thử xem.
Nương nương, nương nương, hoàng thượng xả giận lên người người khác như vậy có phải là hành động của Minh Quân hay không? Người nói gì? Vì tận khắp cũng biết hoàng thượng bị bệnh, trên miệng nói rất thương xót, nhưng lại biến mất tâm như khói. Người nào cũng đi nhanh hơn chạy, chỉ có hoàng hậu nương nương không kịp thay y phục ngày đêm chăm sóc. Nhưng hoàng thượng không phân biệt đúng sai, đem nỗi đau này đẩy lên người khác, có phải là người đã quá đáng lắm không? Hoàng hậu, đây chính là nô tài tốt của nàng sao? Vô. Anh Lạc, người điên dữ sao? Dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy, lùi xuống. Trời ơi, nương nương cái này cắt xỉu ba ngày chưa vậy đó. Xin cảm ơn món quà là sự thử thách của hay quá. Thiên Trang đúng không? Dạ đúng ạ. Phải nói là giọng em rất hay, rất đẹp. Dạ, anh sẽ nhớ em và nhớ giọng của em mỗi lần anh xem phim cổ trang. Dạ cảm ơn ạ. Hay cảm ơn mọi người rất là nhiều trợ giúp luôn. Quá hay.